Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 8 tháng 7 2023, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Hướng dẫn hạch toán kế toán công ty thiết bị gia dụng. Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi Sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo, nhanh tay tải app Sàn Kế Toán tại CH Play hoặc Apple Store để trở thành thính giả đầu tiên. 1. Đầu năm kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Đầu năm tài chính kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Ghi trường hợp tài khoản 4212 có số dư có, tức là có lãi. Ghi nợ tài khoản 4212 lợi nhuận chưa phân phối năm nay, có tài khoản 4211 lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Trường hợp tài khoản 4212 có số dư nợ, tức là lỗ. Ghi nợ tài khoản 4211 lợi nhuận chưa phân phối năm trước, có tài khoản 4212 lợi nhuận chưa phân phối năm nay. Số lỗ của một năm được xử lý trừ vào lợi nhuận chịu thuế của các năm sau theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc xử lý theo quy định của chính sách tài chính hiện hành. 2. Xác định thuế môn bài phải nộp trong năm. Hạch toán nợ tài khoản 6425 có tài khoản 3338. Ngày nộp tiền nợ tài khoản 3338 có tài khoản 1111 1112. 3. Công tác tính giá vốn. Thiết bị điện được nhận về sắp xếp và bày bán trưng bày trên các kệ, sạp theo cách bài trí dễ nhìn, dễ cuốn hút khách, dễ tra cứu tham khảo khi khách có nhu cầu. Nhân viên bán hàng sẽ hướng dẫn và tư vấn cách lựa chọn sản phẩm, tư vấn giá bán, khách hàng lựa chọn theo thị hiếu và nhu cầu. Mua hàng, quan hệ cung cầu. Một là để giám sát, theo dõi tư vấn khách hàng khi khách có thắc mắc. Hai là hướng dẫn cách sử dụng tránh để khách làm hư hỏng hàng hóa, trang thiết bị gây cháy nổ, chập điện hoặc khác. Các sản phẩm được trưng bày trên giá đỡ hoặc để trưng bày trên kệ hoặc được sắp xếp để khách tiện quan sát. Thiết bị gia dụng hay đồ gia dụng, hàng điện là tên gọi chỉ chung cho những vật dụng, mặt hàng, thiết bị được trang bị và sử dụng để phục vụ cho các tiện nghi, tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên cho sinh hoạt hàng ngày đối với một gia đình, hộ gia đình. Thông thường, thiết bị gia dụng được đề cập đến các thiết bị điện, điện lạnh gia dụng có công dụng phục vụ cho sinh hoạt và một số chức năng trong gia đình, chẳng hạn như nấu ăn hoặc làm lạnh, bảo quản thực phẩm, âm thanh, ánh sáng. Các sản phẩm phân loại và đối tượng gồm hai dạng, thiết bị gia dụng bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tử gia dụng hay hàng điện tử gia dụng. Ví dụ như thiết bị giặt ủi thì có máy giặt, máy sấy khô quần áo, bàn ủi, thiết bị nhà bếp, nấu ăn và nướng, lò, lò nướng, lò vi ba, bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng than đá hoặc khí đốt v.v. Giá vốn là hoạt động kế toán thương mại mua đi bán lại với mục đích kiếm lợi nhuận từ phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Lợi nhuận bằng giá bán ra trừ giá mua vào. Do đó ta quy ước việc tính bán theo phương pháp quy ước phần trăm chênh lệch. Lợi nhuận định mức hoạt động buôn tùy theo cách tính giá cốt để bán ra phù hợp tại khu vực thị phần nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Việc đặt giá cốt cao, lợi nhuận sẽ giảm, đặt cốt thấp, lợi nhuận tăng. Doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ việc định giá bán ra và tính cốt phù hợp, tránh bán giá cao không có khách hoặc quá thấp sẽ bị lỗ, không đủ trang trải các chi phí thuê mặt bằng, điện nước, lương nhân viên. Ví dụ, giá vốn nhập vào là máy giặt Toshiba Q700 Nhật bằng 7 triệu đồng. Công ty đặt cốt giá vốn lợi nhuận là 80% doanh thu bán ra. Công thức tính giá bán bằng 7 triệu nhân 100% chia cho 80% bằng 7 triệu chia cho 0,8 bằng 8.750. Lợi nhuận mục tiêu bằng 8.750.000 trừ đi 7 triệu bằng 1.750.000 đồng sẽ được cân đối bằng các yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp, khấu hao công cụ, lương nhân viên văn phòng, khấu hao dịch vụ mua ngoài như điện, internet v.v. Hàng hóa thiết bị điện mua từ nhà cung cấp, hóa đơn mua vào, đầu vào dưới 20 triệu, nếu thanh toán bằng tiền mặt phải kẹp với phiếu chi, phiếu nhập kho, biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho biên bán, bảng kê chi tiết hàng hóa, giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng photo, thanh lý photo nếu có. Hóa đơn mua vào, đầu vào lớn hơn 20 triệu phải kẹp với phiếu kế toán hay phiếu hạch toán, phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho biên bán, bảng kê chi tiết hàng hóa, giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng photo, thanh lý photo nếu có, sau này chuyển tiền kẹp thêm, khi chuyển tiền trả khách hàng, giấy báo nợ, cộng khi chuyển đi, ủy nhiệm chi.
Mua hàng, thiết bị gia dụng bao gồm thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tử gia dụng hay hàng điện tử gia dụng. Về nhập kho, các khoản chi phí khác để mang hàng hóa về nhập kho, theo lý thuyết thì hạch toán vào tài khoản 1562. Nhưng thực tế, kế toán thường cộng luôn vô tiền mua hàng, rồi chia cho số lượng hàng hóa theo một tiêu thức tùy theo cách làm của kế toán. Đối với hàng hóa dạng này, thường có một bảng kê mua bán đi kèm vì số lượng nhiều cho mỗi lần nhập hoặc theo danh sách liệt kê trên hợp đồng. Nợ tài khoản 1561, giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng. Nợ tài khoản 3331, VAT thường là 10%. Có tài khoản 331, 111, 112, tổng số tiền phải trả, đã trả nhà cung cấp. Khi thanh toán tiền, nợ tài khoản 331, có tài khoản 111 nếu trả tiền mặt, 112 nếu trả qua ngân hàng. Giá nhập kho hàng hóa, giá gốc của hàng hóa bao gồm giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp nếu có, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm, v.v. Nguyên liệu vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua, nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức nếu có. Hàng về không nhập tại cơ sở mà mang giao luôn cho khách, đây là phương thức giao hàng tay ba. Nợ tài khoản 632, nợ tài khoản 1331, có tài khoản 111, 112, 331. Hàng hóa kém chất lượng, doanh nghiệp trả hàng cho nhà cung cấp, khi nhập kho đơn giá nào thì xuất trả kho theo đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho. Bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại, lý do trả hàng. Gửi kèm theo hóa đơn cho bên bán, kèm bảng kê hàng hóa nếu có từ 2 tờ trở lên, phải đóng dấu giáp lai. Nợ tài khoản 331, 111, 112, có tài khoản 1561, có tài khoản 1331, thu lại tiền nếu có, trường hợp đã thanh toán cho họ trước đó, phiếu thu tiền hoặc chứng từ ngân hàng. Nợ tài khoản 111, 112, có tài khoản 331. Trong quá trình mua bán và giao dịch, để khuyến khích nhà cung cấp có thể giảm giá, chiết khấu tùy theo thỏa thuận của hai bên, được nhà cung cấp giảm vào tiền nợ phải trả. Nợ tài khoản 331, có tài khoản 1561, có tài khoản 1331, được nhà cung cấp trả lại bằng tiền. Nợ tài khoản 111, 112, có tài khoản 1561, có tài khoản 1331. Hoặc doanh nghiệp có thể hạch toán vào thu nhập khác, với cách hạch toán này làm tăng thuế phải đóng, không nên dùng. Nợ tài khoản 331, có tài khoản 711, được hưởng chiết khấu thanh toán. Nếu là do thanh toán trước, lúc mua nợ tài khoản 1561, giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng mặt hàng. Nợ tài khoản 1331 VAT thường là 10%, có tài khoản 331, 111, 112 tổng số tiền phải trả, đã trả nhà cung cấp. Lúc trả do thanh toán sớm hoặc hưởng chiết khấu thanh toán, nợ tài khoản 331 có tài khoản 111 nếu trả tiền mặt, 112 nếu trả qua ngân hàng, có tài khoản 515. Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn, còn giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Nhân công, tiền lương và các khoản trích theo lương. Lương cho nhân viên văn phòng, nhân viên kế toán thu ngân, nhân viên kho, lương nhân viên trực tiếp chăm sóc và tư vấn cho khách hàng, nhân viên đóng gói, được theo dõi hàng ngày và chấm công. Chi phí, nợ tài khoản 641, 642 có tài khoản 334. Chi trả, nợ tài khoản 334 có tài khoản 111, 112. Trích bảo hiểm các loại theo quy định tính vào chi phí, nợ tài khoản 6421, 6411 có tài khoản 338, tiết công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nộp các khoản bảo hiểm công đoàn theo quy định, nợ tài khoản 338 có tài khoản 112, tính thuế thu nhập cá nhân nếu có, nợ tài khoản 334, thuế thu nhập cá nhân có tài khoản 3335. Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau: hợp đồng lao động, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, photo kẹp vào, bảng chấm công hàng ngày, bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó, phiếu chi thanh toán lương hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Tất cả có ký nhận đầy đủ, đăng ký mã số thuế cho người lao động, mẫu cam kết thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân để cuối năm làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Chú ý, căn cứ tiết khoản Y, điểm 1, điều 25, chương 4, thông tư 111-2013-TT-BTC,
ngày 15 tháng 8 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và đề nghị số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 quy định. Các tổ chức cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại điểm C, D, khoản 2, điều 2 thông tư này hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên một lần thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Hàng tháng, phiếu chi tiền lương hoặc bảng kê tiền lương chuyển khoản cho nhân viên, chứng từ ngân hàng, bảng lương, bảng chấm công, tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có, tập hợp, lưu chứng từ. Tạm ứng, dự toán chi đã được kế toán trưởng ban giám đốc ký duyệt, giấy đề nghị tạm ứng, phiếu chi tiền, nợ tài khoản 141 có tài khoản 111-112, hoàn ứng, bảng thanh toán tạm ứng kèm theo chứng từ gốc, bạn thu hóa đơn, nếu ứng tiền mua hàng, tiền phòng, công tác, chứng từ có liên quan đến việc chi số tiền ứng trên, số tiền còn thừa thì hoàn ứng thu, nếu thiếu tiền thì chi thêm. Nợ tài khoản 111-112 có tài khoản 141. Ngoài ra, còn các chi phí liên tiếp khách, hóa đơn ăn uống phải có bill hoặc bảng kê đi kèm. Quản lý có lương, nhân viên quản lý, kế toán, chi phí giấy bút, văn phòng phẩm các loại, khấu hao thiết bị văn phòng, bàn ghế, máy tính, không cho vào giá vốn được thì để ở chi phí quản lý doanh nghiệp, sau này tính lãi lỗ của doanh nghiệp. Nếu là dịch vụ như tiền điện, tiền nước, thuê mặt bằng, internet, thuê văn phòng, thuê kho bãi, nợ tài khoản 642, 641, 1331, có tài khoản 111, 112, 331. Nếu là công cụ tài sản cố định, kệ, bàn ghế, văn phòng, kệ trưng bày để bán các vật dụng khác phục vụ quá trình bán hàng, nợ tài khoản 153, 211, 1331, có tài khoản 111, 112, 331, đưa vào sử dụng, nợ tài khoản 242 có tài khoản 153. Phân bổ, nợ tài khoản 642 có tài khoản 242, 214. Đối với công cụ dụng cụ tài sản cố định thì phải có bảng theo dõi phân bổ và phân bổ vào cuối hàng tháng. Bán hàng, có hai đối tượng mua, pháp nhân thường là hợp đồng kinh tế nếu có, bảng kê hàng hóa nếu có, hai tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai. Thanh lý hợp đồng nếu có, phiếu giao hàng, phiếu xuất kho. Cá nhân thường không lấy hóa đơn nên doanh nghiệp thường lập bảng kê hai tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai, cuối ngày kế toán tổng hợp và xuất một hóa đơn, ghi nhận doanh thu, nợ tài khoản 131, 111, 112, tổng số tiền phải thu, đã thu của khách hàng, có tài khoản 511, tổng giá bán chưa VAT, có tài khoản 3331, VAT đầu ra thường là 10%. Hóa đơn đầu ra, hóa đơn bán ra dưới 20 triệu mà thu bằng tiền mặt, phải kẹp theo phiếu thu đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho hoặc biên bản giao hàng thương mại hoặc kẹp biên bản nghiệm thu xây dựng photo, biên bản xác nhận khối lượng photo xây dựng, bằng quyết toán khối lượng photo nếu có, kẹp theo hợp đồng photo và thanh lý photo nếu có. Hóa đơn bán ra trên 20 triệu phải kẹp theo phiếu kế toán hay phiếu hạch toán, đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho hoặc biên bản giao hàng thương mại hoặc kẹp biên bản nghiệm thu xây dựng photo, biên bản xác nhận khối lượng photo, bảng quyết toán khối lượng nếu có, kẹp theo hợp đồng photo và thanh lý photo nếu có, sau này nhận được tiền kẹp thêm, khi khách hàng chuyển vào tài khoản công ty thì giấy có giấy báo có. Ghi nhận giá vốn tùy theo doanh nghiệp, chọn phương pháp tính giá xuất kho. Đối với doanh nghiệp thương mại, nợ tài khoản 632 có tài khoản 1561. Các phương pháp tính giá xuất kho, doanh nghiệp chọn một trong bốn phương pháp tính giá xuất kho ổn định chu kỳ hoạt động trong năm tài chính, nghĩa là trong một năm tài chính doanh nghiệp không được sử dụng trên hai trong bốn phương pháp xuất kho để tính giá gốc sau. 1. Phương pháp giá thực tế đích danh. Theo phương pháp này, sản phẩm vật tư hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. 2. Phương pháp giá bình quân. Theo phương pháp này, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ.
theo giá bình quân giao quyền cuối kỳ tháng. Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính giá trị giá hạ vốn của hàng xuất kho trong kỳ, đơn giá xuất kho bình quân trong kỳ của một loại sản phẩm, bằng giá trị hàng tồn đầu kỳ cộng giá trị hàng nhập trong kỳ, chia cho số lượng hàng tồn đầu kỳ cộng số lượng hàng nhập trong kỳ. Theo giá bình quân giao quyền sau mỗi lần nhập, bình quân thời điểm, sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và đơn giá bình quân. Giá bình quân được tính theo công thức sau: đơn giá xuất kho lần thứ Y bằng trị giá vật tư hàng hóa tồn kho đầu, cộng với trị giá vật tư hàng hóa nhập kho lần thứ xuất Y, chia cho số lượng vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ, cộng số lượng vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ Y. 3. Phương pháp FIFO, nhập trước xuất trước. Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc sản xuất trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất ra hết. 4. Phương pháp LIFO, nhập sau xuất trước. Phương pháp này giả định là hàng được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là những hàng được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ. Thông thường các doanh nghiệp chọn phương pháp bình quân giao quyền dễ sử dụng. Khi thu tiền bán hàng, phiếu thu chứng từ ngân hàng, nợ tài khoản 111 thu tiền mặt, 112 thu qua ngân hàng có tài khoản 131. Hàng kỳ nhân viên theo dõi công nợ gọi điện nhắc hạn thanh toán, lập đối chiếu công nợ với khách hàng. Các khoản giảm trừ doanh thu, chiết khấu thương mại khi khách hàng mua đạt tới một mức nào đó thì doanh nghiệp có chính sách chiết khấu cho khách hàng. Trường hợp khách hàng mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng lần cuối cùng. Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong trường hợp này được hạch toán vào tài khoản 521. Nợ tài khoản 521 có tài khoản 3331, có tài khoản 131, 111, 112. Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá, đã trừ chiết khấu thương mại, thì khoản chiết khấu thương mại này không được tính vào tài khoản 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại. Hàng bán bị trả lại, ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu khách hàng, bán giá nào thì ghi giảm công nợ ra đó. Nợ tài khoản 531, giá bán chưa VAT, nợ tài khoản 3331 VAT, có tài khoản 131, 111, 112, tổng số tiền phải trả đã trả lại cho khách hàng. Giảm giá vốn, xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó. Nợ tài khoản 1561, có tài khoản 632. Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại: nợ tài khoản 641, nợ tài khoản 1331, có tài khoản 331, 111, 112. Giảm giá hàng bán: nợ tài khoản 532, nợ tài khoản 3331, có tài khoản 111, 112, 131. Chứng từ ngân hàng: cuối tháng ra ngân hàng lấy sổ phụ, sao kê chi tiết, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, giấy báo có, về lưu trữ và làm căn cứ lên sổ sách kế toán. Lãi ngân hàng: nợ tài khoản 112 có tài khoản 515. Phí ngân hàng: nợ tài khoản 6425 có tài khoản 112. Nợ tài khoản 627, 642 có tài khoản 242, 214. Đối với công cụ, dụng cụ, tài sản cố định thì phải có bảng theo dõi phân bổ và phân bổ vào cuối hàng tháng. Cuối hàng tháng xác định lãi lỗ doanh nghiệp 4212. Bước 1: xác định doanh thu trong tháng. Xác định doanh thu thuần: tổng có phát sinh 511 trừ tổng nợ phát sinh 511. Nợ tài khoản 511 có tài khoản 521, 531, 532. Nợ tài khoản 511, 515, 711 có tài khoản 911. Bước 2: xác định chi phí trong tháng. Nợ tài khoản 911 có tài khoản 632, 641, 642, 635, 811. Bước 3: xác định lãi lỗ tháng. Lấy doanh thu trừ chi phí lớn hơn 0 hoặc tổng phát sinh có 911 trừ tổng phát sinh nợ 911 lớn hơn 0. Lãi:
Nợ tài khoản 911 có tài khoản 4212, lấy doanh thu trừ chi phí nhỏ hơn 0, hoặc tổng phát sinh có tài khoản 911 trừ tổng phát sinh nợ tài khoản 911 nhỏ hơn 0. Lỗ, nợ tài khoản 4212 có tài khoản 911 cuối các quý năm, xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Nợ tài khoản 8211 có tài khoản 3334, kết chuyển. Nợ tài khoản 911 có tài khoản 8211, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Nợ tài khoản 3334 có tài khoản 111112. Trên đây, sàn kế toán đã chia sẻ với các bạn cách hạch toán kế toán công ty thiết bị gia dụng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của sàn kế toán. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo. Sàn kế toán liên tục sản xuất các bài podcast về cách xử lý các tình huống kế toán hay gặp, được xây dựng bởi các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm. Để nghe đầy đủ và nhận thông báo bài podcast mới nhất, mời bạn tải ứng dụng sàn kế toán, tìm việc làm kế toán ở trên chợ ứng dụng CH Play đối với máy Android hoặc App Store đối với máy iPhone. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài podcast gần nhất trên ứng dụng sàn kế toán, tìm việc làm kế toán.